Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình cập nhật những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Một fanboy may mắn được Rose tác thẳng tên cảm ơn nhờ vũ đạo sáng tạo ăn mừng MV 100 triệu view cực độc. Một chi tiết chứng minh dàn CEO nhà Big Hit cũng mặn mòi không thua gà nhà, netizen réo gọi ngay tên Jungkook. Chan Yeon của EXO trở thành chủ đề hot vì động thái bất thường trên mạng xã hội. ITZY xác nhận comeback trong tháng 4, tấn công thị trường Mỹ. Blink hẳn sẽ cảm ơn Hyeri nhiều vì đã cứu Rose khỏi một pha bị chụp lén. Và sau đây là nội dung chi tiết. Một fanboy may mắn được Rose tác thẳng tên cảm ơn nhờ vũ đạo sáng tạo ăn mừng MV 100 triệu view cực độc. Vào sáng ngày 20 tháng 3, MV On The Ground, MV debut solo của Rose đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem. MV của main vocal nhà Blackpink phát hành ngày 12 tháng 3, nghĩa rằng cô chỉ mất 7 ngày 15 giờ 51 phút để có được thành tích nói trên. Để ăn mừng thành tích ấn tượng này, Rose đã tung một clip nhảy vũ đạo On The Ground phiên bản nằm ghế ô tô thú vị. Được biết, ý tưởng của màn thực hiện vũ đạo trên ô tô này thuộc về một fanboy có nickname là Emeterio Paulo. Anh chàng được Rose đích thân tác ngay dưới bài đăng để cảm ơn về ý tưởng. Ngay khi nhận được lời cảm ơn từ Rose, chàng fanboy này vô cùng vui sướng làm ngay một chiếc clip reaction với chiếc bình luận quý hơn vàng. Anh chàng này hẳn là fan cứng của Blackpink, được idol tặng phúc lợi ấn tượng thế này thì hẳn là có một sự nghiệp đu idol quá thành công. Nói về thành tích 100 triệu lượt xem của Underground, Rose trở thành nghệ sĩ solo sở hữu MV đạt con số này nhanh nhất K-pop. Một chi tiết chứng minh dàn CEO nhà Big Hit cũng mặn mòi không thua gà nhà, netizen réo gọi ngay Jungkook. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 19 tháng 3 theo giờ Hàn Quốc, Big Hit Label đăng tải một đoạn video đặc biệt trên kênh chính thức của công ty. Trong video này, dàn CEO và CBO của Big Hit đã xuất hiện và thuyết trình giới thiệu về những sự thay đổi mới của công ty. Big Hit Label xác nhận đổi tên thành SYBE Label và giải thích về hệ thống các nhánh, phân khu của công ty lúc này. Bên cạnh việc trầm trồ trước kế hoạch bành trướng kinh doanh về những bản phối cảnh thiết kế trong tòa nhà, các fan còn phát hiện ra một điểm vô cùng thú vị khác về dàn CEO cấp cao nhà Big Hit. Chi tiết này khiến họ không thể nào không bật cười, đồng thời liên tưởng ngay đến Jungkook. Theo đó, trong video có sự góp mặt đầy đủ của dàn CEO và CBO của Big Hit, bao gồm chủ tịch CEO Bang Si-hyuk, CEO kinh doanh toàn cầu Lee Jo-yoon, CEO Hàn Quốc Park Ji-won và CBO Min Hee-jin. Nhiều fan đã tinh mắt để ý thấy biểu tượng đại diện của Bang Si-hyuk là một hình vẽ vô cùng quen thuộc. Theo đó, biểu tượng này rất giống với hình mà Jungkook từng vẽ PD Bang trước đây. Cậu út nhà BTS từng khiến mọi người thán phục và cũng vừa cười ra nước mắt khi anh chàng đã thể hiện được đặc trưng nét mặt của vị chủ tịch chỉ bằng 3 nét vẽ. Không chỉ dừng lại ở bức tranh khi đó của Jungkook, sau này bức họa 3 nét PD Bang đã thành huyền thoại đối với BTS nói riêng và fan nhà Big Hit nói chung. Các thành viên trong nhóm khi được yêu cầu vẽ thì đều vẽ hệt như Jungkook. Riêng Suga còn mang cả bức họa này vào trong MV Dequita. Tuy nhiên, chẳng mỗi CEO Bang Si-hyuk có biểu tượng riêng hài hước và ngay cả đến dàn CEO và CBO còn lại cũng khiến cho K-net bật cười vô cùng thú vị. Từ CEO toàn cầu Lee Jo-yoon, CEO Hàn Quốc Park Ji-won và CBO Min Hee-jin đều có những biểu tượng được vẽ rất đơn giản. Nhưng nhìn một cái là ra ngay nét mặt đặc trưng của họ. Nhiều fan và K-net vô cùng thú vị trước những biểu tượng này bởi trong một video có tính chất quan trọng, nhưng dàn quản lý cao cấp của công ty vẫn thêm vào những chi tiết đáng yêu và mặn mòi. Còn tự hỏi rằng liệu có phải biểu tượng của các CEO và CBO còn lại nhà Big Hit cũng lấy ý tưởng từ Jungkook hay không? Chan Yeon của EXO thành chủ đề hot vì động thái bất thường trên mạng xã hội. Ngày 24 tháng 2, Chan Yeon trở lại bằng việc viết một thông điệp đến fan. Trong bài đăng này, nam idol gửi lời xin lỗi đến EXO-L và hứa sẽ trở thành một con người tốt hơn trong tương lai để xứng đáng với tình yêu của các fan. Liền sau đó, SM cũng xác nhận Chan Yeon sẽ chính thức lên đường nhập ngũ ngày 29 tháng 3 tới đây. Hiện tại, Chan Yeon đang trong quá trình quảng bá bộ phim mình tham gia mang tên The Box. Bộ phim chính thức được ra rạp ngày 24 tháng 3, chỉ vài ngày trước khi nam idol đi nghĩa vụ quân sự. Dù đã vắng mặt được một thời gian, thế nhưng mới đây quay lại quảng bá bộ phim này, Chan Yeon phải nhận rất nhiều lời phản hồi tiêu cực từ K-net. Họ cho rằng nam idol không dám đứng lên xin lỗi
Trong bài đăng gửi đến fan, họ cũng cho rằng Chan Yeon vòng vo không nhắc đến phốt của bạn gái cũ. Chính vì vậy mới đây, động thái của Chan Yeon trên Instagram lại khiến nhiều người nghi ngờ. Theo các fan, nam idol xóa rất nhiều bài đăng trên Instagram của mình. Bên cạnh đó còn bỏ follow nhiều người trên tài khoản mạng xã hội. Fan chỉ ra rằng Chan Yeon đã bỏ follow từ 262 thành xuống còn 6 tài khoản, chỉ follow các thành viên của EXO. Mặt khác, nam idol cũng xóa hơn 100 bài đăng, từ con số 829 bài post ban đầu, nay chỉ còn 722 bài đăng. Động thái này của nam idol khiến Knet vô cùng nghi ngờ. Họ cho rằng anh đang lọc lại những bài đăng này nhằm tránh né bị mọi người soi mói từ sau vụ scandal. Họ còn nghi ngờ có thể trong số những bài đăng của anh cũng bao gồm cả những hint ẩn ý đến scandal với người bạn gái kia. Một số bình luận của Knet như: "Tôi rất tò mò khi anh ta xóa cái gì. Anh ta xóa đến 100 bài đăng. Có phải muốn xóa đi mấy cái hint mờ ám nên phải ngồi lọc lại hết Instagram không? Lại chỉ follow mỗi các thành viên của EXO, như thể anh ta rất quan tâm đến họ vậy. Nếu anh ta quan tâm thì đã không gây ra scandal lần này. Trong số này có thể có cả những bài lớp hint của bạn gái cũ của anh ta đấy." Tuy nhiên trái lại, cũng có những Knet cho rằng tuy họ không còn thiện cảm với Chan Yeon, nhưng việc xóa lọc bài đăng cũng không nói lên được điều gì. Trong đó các fan chỉ ra rằng, những bài đăng mà Chan Yeon xóa đi đều là những bài quảng bá cho người khác, cho nhãn hàng, hoặc những bài đăng ngẫu nhiên vui vui. Họ cho rằng nam idol đang muốn sắp xếp lại Instagram của mình thật sạch sẽ, gọn gàng trước ngày nhập ngũ. Một số bình luận của Knet như: "Việc một người nổi tiếng xóa 100 bài đăng có phải là vấn đề lớn hay không? Tôi đã rất sốc vụ việc bê bối của anh ấy, nhưng việc anh ấy xóa 100 bài đăng hay 1.000 bài đăng trên Instagram thì không liên quan gì đến việc này. Anh ấy không thể xóa các bài đăng của mình trên Instagram ư?" XG xác nhận comeback trong tháng 4, tấn công thị trường Mỹ. Nửa đêm ngày 22 tháng 3, XG đã chính thức xác nhận sẽ trở lại đường đua K-pop vào tháng 4. Dựa theo tấm poster đầu tiên của lần comeback này, nhóm sẽ trở lại với ca khúc chủ đề Guess Who vào ngày 30 tháng 4 tới đây, lúc 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Được biết, truyền thống của các nhóm nhạc, ca sĩ muốn có thành tích tốt tại thị trường Mỹ sẽ phát hành vào thứ 6 khung 12 giờ. Có vẻ như trong lần trở lại sắp tới đây, JYP đang muốn cho XG thật sự có tiếng vang ở xứ sở cờ hoa, thực hiện được ước mơ mà công ty đã mong muốn từ lâu. Vào ngày vừa qua, XG đã phát hành ca khúc dành riêng cho người hâm mộ của mình với tên gọi là Meet G. Đây cũng là màn trở lại đầu tiên của nhóm kể từ tháng 8 năm 2020 với ca khúc chủ đề Not Shy. Như vậy, Guess Who mới là màn trở lại chính thức của XG. Cùng chờ đợi màn comeback của XG nhé! Blink hẳn sẽ cảm ơn Hyeri nhiều lắm vì đã cứu Rosé khỏi một pha bị chụp lén. Còn nhớ Rosé từng hết lời khen ngợi bạn thân Hyeri là một cô gái thông minh, biết rất nhiều và không khoe khoang. Quả thực là có một lần tài ứng biến nhanh trí của Hyeri đã cứu Rosé khỏi một fan rắc rối. Chuyện là hai cô gái từng rủ nhau đi chợ cá Noryangji ở Seoul để ăn hải sản. Gặp món khoái khẩu, lại đi cùng bạn thân nên cả Hyeri lẫn Rosé đều thoải mái ăn hết sức, ăn uống ngon lành, gặm tôm cua vô tư mà chẳng hề bận tâm đến chuyện giữ gìn hình ảnh nhỏ nhẹ và dịu dàng. Rồi Hyeri phát hiện ra một nhóm khách nước ngoài đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, đã chụp lén hai cô gái. Rosé cũng nhận thấy rằng mình đã bị ghi lại khoảnh khắc đang ăn uống thoải mái mà cũng bối rối không biết nên xử lý như thế nào. Cả hai đều không muốn những tấm ảnh chụp lén mình bị tung lên mạng có thể gây ảnh hưởng đến hình tượng. Hyeri nhớ lại, chúng em không hề định chụp ảnh vào lúc đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào đồ ăn mà. Hai cô gái chụm đầu bàn bạc, rồi Hyeri nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết bằng cách đi tới bàn ăn bên cạnh, thẳng thắn nói rằng mình không thích bị chụp lén và đề nghị nhóm khách này hãy xóa sạch những bức ảnh của Hyeri và Rosé. Tất nhiên những người kia làm theo, trong khi Rosé ngưỡng mộ Hyeri hết sức, không ngờ cô nàng lại giải quyết mọi chuyện nhanh gọn và dứt khoát đến như vậy. Chưa kể Hyeri còn không giỏi tiếng Anh cho lắm, còn phải nhờ Rosé tư vấn nói thế nào cho đúng, nhưng vẫn mạnh bạo ra nói chuyện với người nước ngoài. Còn Hyeri thì nghĩ đơn giản rằng, những bức ảnh này có thể sẽ gây rắc rối và lan truyền trên mạng xã hội. Bạn thân của em là ngôi sao toàn cầu nữa, nên em phải hành động thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày một cách nhanh nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.